Lời Đế Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Xin ngài cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tấm thiệp thánh lễ an táng một linh mục tuyên úy cảnh sát đã cứu sống một sĩ quan. Đức giáo hoàng Francisco đau buồn trước cái chết của nhà báo vô thần là người thường xuyên tạc các lập trường của ngài tức Tổng giáo mục Norman, nói rằng ngài buồn về việc Đức Giáo Hoàng nói về Biden, Pelosi liên quan đến phá thai. Sau so đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Tấm thiệp thánh lễ an táng một linh mục tuyên úy cảnh sát đã cứu sống một sĩ quan trong cuộc bắn phá hoa ngày 4 tháng 7 gần đây, một cuộc đấu súng đã diễn ra trên đường Benjamin Franklin Parkway ở Philadelphia. Đặng chúng hai nhân viên thực thi pháp luật, nhưng may mắn là họ không bị thương nặng. Điều này là một phần là do tấm thiệp thánh lễ an táng một linh mục tuyên úy cảnh sát mà một trong những sĩ quan 36 tuổi đến từ Philadelphia đã đặt trong mũ của anh ta. Ủy viên cảnh sát Philadelphia Daniel Aulo đã chia sẻ trong một cuộc họp báo rằng thật là kỳ diệu khi viên cảnh sát sống sót sau vụ nổ súng. Viên cảnh sát đã giáng bên trong mũ của anh ta tấm thiệp thánh lễ an táng vị tuyên úy cảnh sát được yêu mến là cha Steven Wetzel, người đã qua đời vài tuần trước khi vụ việc xảy ra ở tuổi 64 sau một cơn cảm cúm ngắn ngủi. Khi viên đạn xuyên qua mũ của Aulo, nó thực sự dừng lại trước khi gây thêm bất kỳ sát thương nào trong khi phục vụ cho các nhân viên thực thi pháp luật ở Philadelphia, cha tuyên úy Stephen Wessel đã hướng tới vị thánh bảo trợ của các viên chức cảnh sát là Tổng lãnh Thiên thần Mikae và thành lập một nhà nguyện kính Tổng lãnh Thiên thần Mikae tại nhà nghỉ số 5 của cảnh sát, cung cấp phục vụ chăm sóc, mục vụ khủng hoảng và cơ hội bồi bổ tinh thần cho 14.000 sĩ quan cảnh sát cả đang hoạt động và đã nghỉ hưu và gia đình của họ. Trong thời gian hỗ trợ cảnh sát, cha Wetzel thường đi chơi với các sĩ quan trong cả làm việc cuối cùng của họ, cung cấp sự hỗ trợ rất cần thiết trong các tình huống khủng hoảng. Trung sĩ Michael Chiruti tin rằng cha Wetzel vẫn tiếp tục chăm sóc các viên chức cảnh sát của ngài từ xa. Trong tâm trí tôi, chắc chắn rằng cha Steven đã cứu sống viên sĩ quan đó anh giải thích đồng thời nói thêm rằng anh cũng giữ tấm thiệp thánh lễ an táng cha Wetzel luôn bên anh ta cũng như nhiều viên chức cảnh sát khác cảnh sát Philadelphia tin tưởng vững chắc cha Steven đã cứu sống viên sĩ quan đó nên đã quyết định in thêm 10.000 tấm thẻ này rồi ép mỏng và phân phát cho các viên chức cảnh sát để họ cảm nhận sự hiện diện và bảo vệ của cha Wetzel trong khi cần thiết nhất. Đức Giáo Hoàng Phan đau buồn trước cái chết của nhà báo vô thần là người thường xuyên tả các lập trường của Ngài. Trong một bài diễn biến gây kinh ngạc cho nhiều người, Đức Thánh Cha Phan Cô đã bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với một nhà báo vô thần và những tuyên bố của ông dựa trên các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha đã nhiều lần châm ngòi cho những lời đính chính và phủ nhận của Vatican. Eugenio Scafari, một nhân vật nổi tiếng trong làng báo chí Ý, đã qua đời ở tuổi 98 vào tuần này. Ông tự xưng là người vô thần, là người sáng lập và là cựu biên tập viên của tờ báo cánh tả Ý La Repubblica. Trong một tuyên bố, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã biết tin với nỗi buồn về sự ra đi của bạn mình. Đức Thánh Cha Francisco yêu mến trân trọng ký ức về những cuộc gặp gỡ và những cuộc trò chuyện sâu sắc về những vấn nạn sâu xa của nhân loại mà Ngài đã có với người quá cố trong suốt nhiều năm và ngài phó linh hồn ông ấy cho Chúa trong lời cầu nguyện để ngài có thể tiếp nhận ông và an ủi những người thân cận với ông ấy. Scafari từng tuyên bố rằng trong những cuộc gặp gỡ cá nhân, Đức thánh cha Francisco đã phủ nhận thực tại của địa ngục và thần tính của Chúa Giêsu. Những tuyên bố giật gân như thế cùng với những thứ khác đã trở thành tiêu đề trên khắp thế giới. Các phát ngôn viên của Vatican đã bác bỏ các tuyên bố của Scafari vào năm 2014, cha Federico Lombardi, phát ngôn nhân trước đây của Đức Giáo Hoàng, nói với CNA rằng nếu văn phòng báo chí tòa thánh không công bố những lời này và không xác nhận chính thức, thì người viết hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã viết. Vào năm 2015, Scafari đã báo cáo sai sự thật rằng Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra những bình luận phủ nhận sự tồn tại của địa ngục. Ông cũng tuyên bố vào tháng 3 năm 2018 rằng Đức Thánh Cha Francisco đã nói với ông địa ngục không tồn tại sự biến mất của linh hồn tội nhân tồn tại. Đáp lại những tuyên bố như vậy, tòa thánh tuyên bố rằng văn bản của Scafari không nên được coi là mô tả chính xác những lời nói của Đức Francisco, mà là sự tái tạo của chính tác giả. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Nuova Bussola Quotidiana, Đức Hồng y Raymond Burke lên tiếng phê bình tòa thánh phản ứng quá yếu ớt trước tin giả rất nghiêm trọng do Eugenio Scafari tung ra đúng ngày thứ năm tuần thánh năm 2018. Theo đó, Đức Giáo Hoàng Francisco không tin có hoàng ngục. Đây là một chuyện bịa đặt hoàn toàn của Eugenio Scafari. Đức Thánh Cha Francisco đã nói về hỏa ngục rất thường xuyên. Tiêu biểu là ngài đã cảnh cáo những người theo mafia tại Ý rằng nếu họ không ăn năn, họ sẽ xa hỏa ngục. Ngài cũng đã giải thích cho một nữ hướng đạo sinh tại giáo sứ Tobela Monaca, nơi Đức Thánh Cha thăm viếng vào năm 2015, rằng bất cứ ai cũng có thể sao hỏa ngục nếu họ bám lấy ảo tưởng cho rằng mình không cần đến ân sủng và lòng thương xót Chúa là những điều Chúa không bao giờ từ chối bất cứ ai kêu cầu Ngài. Đức Thánh Cha cũng mô tả về hỏa ngục trong một thánh lễ vào tháng 11 năm 2016 tại nhà nguyện Santa Marta như một nơi trong đó con người thiếu vắng tình yêu của Thiên Chúa. Vào năm 2019, Vatican đã trực tiếp phủ nhận tuyên bố của Scafari rằng Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Ngài không tin rằng Chúa Giêsu Kitô là thần thánh. Hôm 9 tháng 10 năm 2019, ông ta viết trên tờ La Repubblica rằng Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong một cuộc phỏng vấn dành cho ông ta rằng Đức Giêsu thành Nazareth một khi trở thành phàm nhân, cho dù là một con người có các nhân đức ngoại thường đi chăng nữa, không phải là Thiên Chúa. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố bác bỏ tin giả này. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Matteo Bruni bị chỉ trích là chưa đủ mạnh, nên một ngày sau đó, đích thân Tổng trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh đã có cuộc họp báo về vấn đề này. Đức Thánh Cha không bao giờ nói những gì Scafari đã viết. Người đứng đầu ngành truyền thông Tòa Thánh Paolo Ruffini nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, ngày 10 tháng 10 năm ngoái 2019, và thêm rằng Cả những nhận xét được trích dẫn và những tái dựng cũng như các giải thích theo ý riêng của tiến sĩ Scafari về các cuộc đàm thoại xảy ra hơn 2 năm trước không thể được coi là một tường thuật trung thực về những gì Đức Giáo hoàng đã nói. Ông Rufini nhấn mạnh rằng, trái lại, sự thật có thể được tìm thấy xuyên suốt trong huấn quyền Hội Thánh và của chính Đức Thánh cha Francisco là thế này: Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Vatican cũng cho biết chẳng có một cuộc phỏng vấn nào cả. Thay vào đó, văn phòng báo chí tòa thánh giải thích đây là cuộc họp riêng nhân dịp lễ phục sinh. Trong một cuộc gặp gỡ với các nhà báo của Hiệp hội báo chí nước ngoài của Rome vào năm 2013, Scafari nói rằng tất cả các cuộc phỏng vấn của ông đã được thực hiện mà không có thiết bị ghi âm, cũng như ghi chú khi người được phỏng vấn nói. Tôi cố gắng hiểu người mà tôi đang phỏng vấn và sau đó tôi viết câu trả lời của anh ấy bằng lời của chính mình. Scafari giải thích. Ông thừa nhận rằng có thể do đó, một số lời của Đức Giáo Hoàng mà tôi đã báo cáo đã không được chia sẻ bởi Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Tổng giám mục Nauman nói rằng, Ngài buồn về việc Đức Giáo Hoàng nói về Biden, Pelosi liên quan đến phá thai. Đức Tổng giám mục Joseph Nauman của thành phố Kansas ở Kansas nói rằng, Ngài buồn về cách mà Đức Thánh Cha Francisco đã giải quyết những tranh cãi xung quanh các hành động ủng hộ phá thai của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Những người có quan điểm về vấn đề này rất mâu thuẫn với đức tin công giáo của họ về sự thánh thiêng của cuộc sống con người. Bình luận của Đức Tổng giám mục Norman là một trong số những tuyên bố cụ thể mà Ngài đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Die Post Tôi nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng không hiểu Hoa Kỳ, cũng như Ngài không hiểu giáo hội ở Hoa Kỳ. Đức Tổng giáo mục nói với tờ báo, theo CNA Deutsch, các cố vấn của Ngài và những người xung quanh Ngài đã hoàn toàn hiểu sai về điều này. Đức cha Norman nói thêm. Trong một cuộc phỏng vấn với CNA hôm thứ Năm, Đức cha xác nhận những bình luận của mình cho tờ báo, nói rằng, tôi đã nói những gì tôi đã nói. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục nói rõ rằng, Ngài đã nói chuyện với hãng tin Đức trước khi biết về những bình luận gần đây nhất của Đức Thánh Cha Francisco liên quan đến Biden. Trong đó, Đức Giáo Hoàng gọi quan điểm ủng hộ việc phá thai của Tổng thống Hoa Kỳ là một sự không nhất quán đối với Đức tin Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn với Univision và Televisa phát sóng ngày 12 tháng 7, Đức Giáo Hoàng nói rằng, Ngài để vấn đề này cho lương tâm của Biden nhưng ngài cũng đề nghị Biden thảo luận về xung đột với các mục tử của mình. Tôi không biết về tuyên bố đó của Đức Thánh Cha và tôi nghĩ điều đó có ích. Đức Cha Norman nói với CNA. Điều đó rất hữu ích, vì tôi nghĩ điều đó hoàn toàn đúng rằng lập trường của ông Joe Biden không phù hợp với giáo lý Công giáo. Vì vậy, tôi biết ơn vì sự làm sáng tỏ đó của Đức Thánh Cha. Trong bình luận của mình với Taste Post Đức Tổng giám mục Norman nói, Tất nhiên chúng ta phải có tinh thần mục vụ khi giải quyết những vấn đề như vậy. Tuy nhiên, không phải là vấn đề mục vụ khi nói với ai đó rằng họ là một người công giáo tốt và có thể rước lễ như một lẽ đương nhiên khi người đó đã phạm một tội ác nghiêm trọng. Việc Đức Giáo Hoàng đón tiếp bà Pelosi đã bị lợi dụng về mặt chính trị. Khi làm như vậy, Đức Francisco đang làm chính xác những gì mà Ngài cảnh báo những người khác không nên làm. Mặc dù là một người công giáo, Biden đã nhiều lần ủng hộ quyền phá thai bất chấp giáo huấn của giáo hội rằng mạng sống con người phải được tôn trọng và bảo vệ ngay từ khi được thụ thai. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 10, Biden nói rằng Đức Thánh Cha đã bảo ông ta hãy tiếp tục rước lễ. Vatican chưa xác nhận, cũng chẳng phủ nhận tuyên bố này của Biden. Đức Tổng giám mục nói với tờ báo, Biden biết điều gì là đúng trong vấn đề này. Không có lý do nào để biện minh. Ông ta không nên tiếp tục trình bày mình là một người công giáo sùng đạo. Đức cha Nauman nhấn mạnh rằng, thông qua hành vi của mình, Tổng thống đã cho công chúng thấy, tôi ủng hộ việc phá thai hợp pháp và đồng thời tôi cũng là một tín hữu công giáo sùng đạo. Vì vậy, bạn cũng có thể. Nauman cho biết, nó thực sự vượt qua ranh giới khi các chính trị gia phô trương đức tin công giáo của họ và ủng hộ một điều ác như vậy. Tổng thống Biden tuyên bố là một người công giáo sùng đạo, nhưng không thực sự rõ ràng về hành động của ông ta. Theo quan điểm của tôi, ông ta đang sử dụng tràng chuỗi mân côi và việc tham dự thánh lễ để miêu tả mình là một người công giáo trung thành. Nếu bạn nhìn vào sự nghiệp của Joe Biden, bạn sẽ thấy ông ấy đi theo đường lối của Đảng Dân chủ chứ không phải giáo lý của giáo hội công giáo. Tuần trước, Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm bảo vệ quyền tiếp cận phá thai để đáp lại quyết định của tòa án tối cao về việc lật ngược vụ Roe kiện Wade nhằm hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn nước Mỹ. Ủy ban các hoạt động phò sinh của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã gọi động thái này là vô cùng đáng lo ngại và bi thảm. Trong những năm gần đây, các giám mục Hoa Kỳ đã thảo luận và bình luận về vấn đề sự nhất quán trong thánh thể, đặc biệt là đối với Biden và các chính trị gia công giáo Hoa Kỳ khác. Những cuộc thảo luận đó đã dẫn đến việc xuất bản vào tháng 11 một tài liệu mới về bí tích thánh thể. Màu nhiệm thánh thể trong đời sống giáo hội và khởi động sáng kiến phục hưng thánh thể kéo dài 3 năm với đỉnh điểm là Đại hội Thánh thể Toàn quốc ở Indianapolis vào tháng 7 năm 2024 mặc dù tài liệu về bí tích thánh thể không đề cập đến tên biden hay bất kỳ chính trị gia công giáo nào nhưng tài liệu nhắc lại hướng dẫn trước đây của các giám mục rằng những người công giáo không hiệp thông với giáo huấn của giáo hội thì không nên tiến lên rước lễ Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thương quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời đi tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.